اسمع قولي اسمع اي ساعه ممكن تصبح الطريق هذول جماعه دايركت على الشمال طب احكي لي لان انا كمان ساعه بدي اخلص كنت بدي اروح اودي شنطاتي على الشمال ارجع بكره الصبح نشوف اذا في شيء نسويه عشان اضلني هون اذا لا نروح ارجع الصبح اكون الساعه 7:30 بالتحنه المركزيه بنفع طب يشوف لنا شيء الشنطه طب مش مشكله طيب بس خلص بروح على الدرب يلا طيب Bên tay trái của mình, nó cam dỗ bên này này. Bên này vừa tắt. Bên này vừa tắt. Cam dỗ cũng thuộc vào PLO à? PLO quản lý luôn. Dạ đúng rồi. PLO. Ok, listen. And we'll speak to 10:30. We have the gallery in front of that if you want to buy souvenirs, whatever. This is the last chance here. From here we'll go. Pass by the sycamore tree, they will take picture of the sycamore and straight down to the border, okay? I told the Jordanian 10:30 in the border we are late. Thank you.
الصح طب علم على الصح على الصح على الصح غير السلفية وكل العلماء حلوا كل السلفية السلفية اليوم الله يعينهم يا سبحانه nó có từ ngàn năm nay, từ hàng từ hai có 2000 năm nay tới thời Chúa, Chúa ra đời. Đây một chụp hình chúng ta. Rồi chúng ta ngắm lại thành phố Jericho, cuối cùng thì chúng ta đi về biển chết, đi về biên giới quý vị nhá. Thành phố này chỉ có 30.000 dân thôi. Rồi gửi lời chào ngài Palafat, Israelat, chào ngài. Where for Trung for Arafat? Ramallah. Yeah, Ramallah. City of Ramallah. City of Ramallah. Yeah, there is city in Palestine, mm-hmm. like we have Jericho, mm-hmm. Bethlehem. There is another city called Ramallah. It's very good. Yeah. شافك شدك تقول له هذا لما تقول له اسم البلد يقول لك كويتشي يعني ايش هاي؟ ها؟ صار تحكي وتطلع عليك مش فاهم يعني وتحاول توصل الفكره بمليون طريقه تصور الجهد افضل من واي بالضبط صدقا cũng giống mình với Mỹ ngày xưa ấy chứ giết anh giết em rồi thì lúc đấy thì nó cái đào ấy chứ giết cả nhà ايش يعني شو القرف هذا اللي قرف؟ ما هو قال له ارجع وفينك من